mình không còn làm việc đời, nhưng mà mình không phải là mình ở không, có nghĩa là mình làm những cái việc thiện, cái điều đó rất là quý. Ở trong cái phòng này, khi mà các vị Phật tử chúng ta không có nghe được thì chúng ta cũng có thể, chúng ta thì có lẽ là mình cũng phải làm quen với cái điều kiện này thôi. Và bắt đầu bài học đó là trước hết đó, các vị Phật tử chúng ta trở lại cái thời đầu tiên khi mà Đức Phật này vừa thành đạo. Và sau khi mà trải qua một cái thời gian rất là dài, từ khi mà ngài phát nguyện thành một vị chánh đẳng chánh giác, trải qua 20 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, thì vào đêm rằm tháng tư đó thì Đức Bồ Tát đại ngộ và từ đó trở thành một vị Phật. Và khi mà Đức Phật ngài giác ngộ rồi đó, thì cái giáo pháp đó, cái con đường giác ngộ đó, nó chỉ ở trong cái tâm tưởng của ngài thôi. Và suốt thời gian 7 tuần lễ sau khi mà Đức Phật ngày thành đạo đó, thì ngày ở lại cõi Bồ Đề, ở lại trong trong 7 tuần xung quanh cõi Bồ Đề. Tuần đầu tiên thì Đức Phật ngày ngồi tại cõi Bồ Đề, tuần thứ hai thì ngày ngày ngồi tại một cái gốc cây gần đó. Thì suốt 7 cái tuần tuần lễ đó đó là Đức Phật ngày ngày an hưởng cái quả vị giải thoát. Và trong kinh ví dụ rằng giống như là một người vừa tìm được một cái kho báu, và cái công việc sau đó đó thì người đó đứng giữa cái kho báu đó và ngắm nhìn những cái báu vật mà mình vừa có. Thì cũng vậy mà sau khi mà Đức Phật này giác ngộ rồi đó, thì trong 7 tuần lễ liên tục, Đức Phật này chiêm nghiệm lại cái sự chứng ngộ của này. Và khi đó đó, trong tam giới này thì ở các cái tầng trời cao như là các cái tầng trời phạm thiên, chư vị phạm thiên biết rằng Đức Bồ Tát cái ngày đã trở thành một vị Phật. Và ở ngày nó đang sở hữu một cái tài sản vô cùng quý báu, đó chính là pháp bảo. Và sau 7 tuần lễ đó, trong suốt cái 7 tuần lễ đó, thì một trong những cái điều mà Đức Phật ngày suy nghĩ đi, ngày ngày chiêm nghiệm đi lại nhiều ngày đó, đó là ngày sống trong cái sự an lạc của giác ngộ. Và điều mà Đức Phật này chiêm nghiệm trong suốt 7 tuần lễ nói chính là cái giáo lý thập nhị nhân duyên, hay nói một cách khác đó chính là cái nền tảng ví dụ pháp của ta học. Và sau 7 tuần lễ đó thì có một vị trời tên là Sa-ham-pa-tí đó, thì mới xuống trần để thỉnh Đức Phật ngày thuyết pháp độ sinh. Và 2 tháng sau đó đó, thì Đức Phật ngày đi từ Kusinara nơi ngày thành đạo, xin lỗi các vị, đi về từ Bồ Đề Đậu Tràng nơi Đức Phật ngày thành đạo, ngày về Sipatana để pháp đầu tiên. Và cái bài pháp đó đó được gọi là giáo lý hay là pháp bảo. Và cái buổi đầu á, sơ kỳ của giáo pháp á, thì những vị đệ tử xuất gia với Đức Phật á, đều là những người đầy đủ túc duyên ở trong đời quá khứ. Bởi vì cái sự thành tựu ngôi vị chánh đẳng chánh giác đó không phải là một cái việc ngẫu nhiên, mà đó là một cái quá trình huân tập rất là dài. Do vậy trong cái suốt cái khoảng thời gian mà ngày tu tập nó, suốt khoảng thời gian Đức Phật ngày tu tập Ba La Mật đó, rất là nhiều người đệ tử hiện tại của Đức Phật khi đó nó cũng cùng tu Ba La Mật với ngài, cũng giống như là các vị Phật tử đang có mặt ở đây. Khi mà chúng ta làm các cái công đức thiện sự,
thì chúng ta đều có mong mỏi rằng là một lúc nào đó mình gặp được Đức Phật, mình gặp được chư vị thánh nhân. Do vì tất cả những người mà có đạo tâm đó, đó đều hướng nguyện vào cái thời kỳ mà có Đức Phật và các vị thánh nhân. Chính vì điều đó đó mà một vị Phật ra đời đó là những người mà đại phước đại duyên đó, là đều có mặt vào thời Đức Phật. Cho nên chúng ta không có thắc mắc rằng là tại sao thời Đức Phật đó, chư vị thánh tăng nhiều rồi nhân tài Phật pháp nhiều mà tại sao thời này nó ít. Nó đơn giản là bởi vì thời kỳ đó có mặt của Đức Phật, cho nên những người đại phước đó, họ đều nguyện sanh một cái thời kỳ đó. Nó chẳng hạn giống như là chúng ta vào cái thời điểm mà chúng ta tổ chức Thế vận hội đó, thì bao nhiêu anh tài thể thao trên thế giới họ quy tụ về nơi đó. Mà ngày thường thì ở đó nó không có nhiều, không có nhiều vận động viên như vậy, chỉ vào cái thời điểm đó thì nó nhiều. Thì do việc sự có mặt của Đức Phật đó là một việc hy hữu ở trên đời, do đó khi mà Đức Phật ngày ngày xuất hiện đó, thì tất cả những người mà họ đã từng tu với Đức Bồ Tát và họ đừng từng có cái phát nguyện được gặp Đức Phật, thì vào cái thời kỳ đó họ có mặt. Do vậy các vị Phật tử ngày hôm nay chúng ta khi mà làm các cái công đức đó, thì chúng ta luôn luôn chúng ta nguyện để có cái cơ hội đó. Và trong suốt khoảng thời gian từ ngày hôm nay cho đến khi Đức Phật tương lai xuất hiện á, thì trong suốt khoảng thời gian đó những người mà có quyết tâm á, thì mỗi ngày á, họ vun đắp rất là nhiều công đức. Do vậy đó, tất cả những người Phật tử mà đang có mặt ngày hôm nay á, nếu chúng ta không có từ bỏ cái chí nguyện giải thoát, không từ bỏ cái lý tưởng giải thoát, thì một một sanh hữu nào đó, một kiếp nào đó thì chúng ta cũng là người dày công đức giống như là các vị đại thánh. Cho nên các vị Phật tử chúng ta phải nhớ một điều đó là tất cả các cái ngôi vị nào cao quý nhất ở trên đời, nói theo thế tục, nói theo cái con đường giải thoát, chúng ta nói riêng về Phật pháp đó, thì từ một vị thánh sơ quả cho đến một vị thánh A-la-hán, rồi từ một vị thánh A-la-hán thường cho đến một vị đại thanh văn, hoặc một vị Phật độc giác, rồi một vị Phật toàn giác. Tất cả nếu một người nào mà có cái chí nguyện kiên trì mà không lui sụp, thì tất cả chúng ta nhanh chậm rồi thì chúng ta cũng sẽ đạt được hết. Do vậy một lần Đức Phật này hỏi Thập Vị Tỳ Kheo rằng là: này chư Tỳ Kheo, các ngươi nghĩ như thế nào, cái việc thiện ấy, nó dễ làm hay là cái việc ác dễ làm? Thì nghe câu hỏi đó chúng ta tưởng rằng là một cái câu hỏi mà ai cũng có thể trả lời được, đó là một cái câu hỏi ai cũng có thể hiểu. Và các vị Tỳ Kheo bạch với Thế Tôn rằng là: bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng là cái việc ác dễ làm hơn việc thiện. Nhưng Đức Phật này không có trả lời như vậy, mà Đức Phật này nói là: này chư Tỳ Kheo, cái việc ác á nó dễ làm đối với người quen làm ác, nhưng mà nó khó làm đối với người không quen làm ác. Cũng vậy việc thiện á nó khó làm đối với người quen sống ác, nhưng mà việc thiện á dễ làm đối với người quen sống thiện. Như vậy là cái thiện cái ác á nó không hẳn hoàn toàn là khó, hoàn toàn là dễ, mà tùy theo cái khả năng tu tập của mỗi người. Nó giống như là người ta hỏi rằng cái việc giữ giới sát sanh nó hay khó, khó hay là dễ? Nó khó đối với một số người mà nó dễ đối với một số người. Cũng như là các cái ác nghiệp khác cũng vậy, như là cái việc uống rượu, giữ giới uống rượu khó hay dễ? Có những người họ không có biết uống rượu thì đối với họ nó cái việc uống rượu nó còn khó hơn là và họ không uống. Còn cái người nghiện rượu á, thì bắt họ kiêng rượu nó khó. Như vậy chúng ta phải tu tập như thế nào đó mà đối với thiện pháp á, là cái việc mà mình dễ làm, còn cái bất thiện á, là cái việc khó làm. Như vậy cái con đường tu á, là tiến hóa. Một người Phật tử giữ giới đến mức độ như thế nào mà chúng ta giữ giới á, nó dễ hơn là chúng ta phá giới? Bởi vì sao vậy? Bởi vì chư vị thánh nhân là một người là sao, là một người các ngài không còn có thể phạm giới nữa.
Như vậy cái con đường đường tu của chúng ta là cái con đường mình tu làm sao càng lúc càng gần với chư thánh, càng gần với Đức Phật. Nhà nếu nó dễ tu, họ nói gì, hỏi hỏi là tu có dễ không? Rất là dễ. Tức là Đức Phật làm sao mình làm vậy, chư thánh nhân làm sao thì làm lại là làm vậy, cho đến khi nào các ngài như thế nào mình như thế đó thì mình thành thánh. Mình Đức Phật á, ngày nói cho chúng ta một ngày khích lệ như thế này, ngài nói rằng là nếu một người nào á trong một cái thời gian chẳng hạn một ngày một đêm, người đó giữ ngũ giới hoặc là bát giới, thì trong thời gian đó chẳng hạn một ngày một đêm, một tuần lễ, một năm hay 10 năm vân vân, thì người đó giống chư vị A-la-hán về năm hoặc là 8 phương diện. Các vị A-la-hán trọn đời không sát sanh, không trộm cắp, tà dâm, vân vân, thì người nào mà chúng ta giữ được các cái điều đó thì chúng ta ít nữa chúng ta cũng giống được các vị thánh về về những cái phương diện đó. Và cho đến khi nào mà các vị thánh như thế nào thì chúng ta giống toàn bộ các ngài như vậy thì chúng ta là thánh thôi. Giống sao? Các vị thánh không có tham, các vị A-la-hán không có tham thì mình cũng không có tham, các vị không có sân mình cũng không có sân, các vị đó không si thì mình cũng không si, như vậy là mình giải thoát. Nó dễ vậy, dễ ẹt luôn. Chúng ta trở lại bài học đó là khi mà Đức Phật ngày chuyển pháp luân á, ngày tiếp cái bài pháp đầu tiên á, thì khi đó trên thế gian này có hai ngôi báo, ba ngôi báo, tức là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Như vậy là trong cái thời điểm mà Đức Phật ngày chuyển pháp luân á, thì trên thế gian này đầy đủ tam bảo. Và những cái bài pháp của Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Phật cho chúng sinh nghe để thực hành mà nhờ vậy giác ngộ, cái lời dạy đó là pháp bảo, hay chúng ta nói gọn lại là pháp. Và như chúng tôi vừa thưa với các vị đó là cái thời kỳ đầu khi mà Đức Phật này vừa giác ngộ đó, là tất cả những người hữu duyên ở trong đời quá khứ từng phát nguyện để gặp ngài đó, thì các vị đó vào thời kỳ đó đều có mặt. Và do đó đó, trong khoảng cái thời gian đầu của giáo pháp đó, thì không có phàm phu, tức là những người nào mà xuất gia đó là những người đó đều chứng thánh quả. Và chư vị thánh nhân á, các ngài á, đối với Đức Phật á, như là những người con trưởng thành. Và do vì những người con trưởng thành á, đã có ý thức, có thể tự lập mà không cần phải Đức Phật dạy nữa, không cần phải Đức Phật này nhắc là cái việc này nên làm, cái việc kia không nên làm nữa. Bởi vì các ngài đã chứng ngộ, đã trưởng thành. Chính vì cái điều đó đó, buổi đầu giáo pháp á, chỉ có pháp thôi, nhưng mà trải qua một cái thời gian dài đó, thì khi mà giáo đoàn của Đức Phật đông đảo, thì như chúng ta đã biết đó, thì cái gì đông á thì cái đó nó phức tạp. Giáo pháp, giáo đoàn của Đức Phật, tăng đoàn của Đức Phật cũng vậy. Khi mà đã đông đảo rồi đó thì có mặt của ai? Có mặt của phàm phu. Và khi mà có mặt của phàm phu rồi đó thì nó có gì, thì nó dẫn đến cái nhiều cái việc làm, nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái lời nói của ai, của phàm phu. Khi có chữ, khi mà giáo đoàn của Đức Phật ấy, chỉ các vị thánh nhân thôi đó, thì những cái lời nói của thân, hành động, ý suy nghĩ đó, đều là của chư vị thánh. Nhưng mà có mặt của phàm phu rồi đó, thì những cái việc làm đó nó có cái lời nói của phàm phu, có suy nghĩ của phàm phu và có cái hành động của phàm phu. Và khi đó những đệ tử của Đức Phật, những người con của Đức Phật có những người con hư hỏng. Và chính vì điều đó, Đức Phật ngài mới ban hành cái nội quy. Và cái nội quy sống ở trong tăng đoàn đó chính là cái giới luật. Như vậy là
Trong đời hoằng pháp của Đức Phật á, là có hai phần. Thần pháp á, tức là những cái lời dạy của Ngài, những cái lời dạy của Ngài cho chúng sinh nghe để thực hành hướng đến giác ngộ. Đó là cái phần pháp. Rồi cái phần thứ hai đó, tức là cái phần nội quy để sống trong cái tăng đoàn. Và cái nội quy này đó thì có hai, đó cho cái hàng tại gia và hàng xuất gia. Hàng tại gia đó thì Đức Phật đó, ngài chỉ khuyến khích đó là nên giữ ngũ giới hoặc là bát quan trai giới. Bởi vì hàng tại gia cư sĩ đó chưa phải là thành viên ở trong giáo đoàn của Đức Phật. Còn đối với hàng xuất gia đó là thành viên ở trong giáo đoàn của Đức Phật đó, cho nên Đức Phật ngài mới ban hành cái giới luật. Nó giống như là khi mà các vị làm chủ một cái cơ sở nào đó, như là làm giám đốc một công ty, thì khi mà các vị làm giám đốc trong công ty đó, thì trong công ty nó có cái nội quy công ty, chẳng hạn giống như là buổi sáng đi làm đi giờ vân vân. Thì cái nội quy đó các vị chỉ có thể ban hành cho nhân viên ở trong công ty đó thôi, chứ còn những người mà ngoài công ty đó, thì mình đâu có ép cho họ theo cái quy củ đó được. Thì cũng vậy, giới luật của Đức Phật đó, là về cái cách thức xử phạt khi vi phạm giới luật đó, thì chỉ có hàng xuất gia thôi. Nhưng mà hàng cư sĩ đó thì Đức Phật này nhắc nhở rằng là nếu mà chúng ta không có giữ như vậy đó, thì chúng ta sẽ tạo rất là nhiều cái ác nghiệp. Thì như vậy thì các vị Phật tử chúng ta nắm được rằng là đó, ban đầu đó, từ Đức Phật, chúng ta có từ Đức Phật. Tại vì cái trên cái màn hình này tôi viết thì đôi khi khó nhìn, không biết các vị Phật tử có thấy rõ không. Từ Đức Phật giác ngộ đó. Rồi ngày thuyết pháp độ đời thì có pháp. Và vì khi mà có pháp á, thì đồng thời cũng có người nghe liễu ngộ được pháp á, thì gọi là tăng. Và chữ tăng ở đây đó thì buổi đầu á, chỉ có hàng thánh. Rồi về sau khi mà Đức Phật giáo pháp Đức Phật kéo dài hơn á, thì có thêm phàm, và từ phàm này nè nó mới đến dẫn ra cái luật. Như vậy là cái di sản Đức Phật ngày để lại trong suốt 45 năm hoằng pháp đó, là pháp và luật. Cái tôi đánh lại cái chữ này cho các vị Phật tử rõ hơn. Rồi trong cái pháp này nè, trong cái pháp của Đức Phật á, trong pháp của Đức Phật á, thì có những gì? Pháp của Đức Phật á, có những cái bài kinh á, là do Đức Phật thuyết. Có những cái bài kinh á, vậy là do các vị đệ tử của ngài thuyết. Đầu tiên thì Đức Phật ngài thuyết pháp cầy độ các một số người, và những người đó đó sau khi mà giác ngộ rồi thì người những vị đó nó được gọi là những vị thinh văn, chữ Pali chữ sa quá cá. Các vị đó. Chữ Sa-va-ca tức là người nghe. Chữ Hán á, Hán gọi là thinh văn,
Hán dịch là Thinh Văn. Chữ sao quá cá. Rất là mong mỏi là các vị Phật tử chúng ta đó là cố gắng ghi chú cái chữ Pali. Bởi vì khi mà chúng ta ghi chú Pali, chữ Pali á, sau này á, khi mà chúng ta nghe chư tăng ở các cái nước khác như là ở Myanmar, ở Thái Lan, ở Pháp và luật Vinaya là luật. Thì ở trong cái pháp này nè, pháp này nó thì pháp này nó thì là bao gồm do Đức Phật thuyết. Rồi do đệ tử Phật thuyết. Đệ tử nhưng mà thầy đó, đó là thánh. Thánh nha. Đệ tử Đức Phật thuyết. Và cái nội dung của pháp này nè, nội dung của pháp đó, nội dung của pháp đó là trước hết về cái hình thức á, là có cái tóm tắt, có cái động thuyết, và có những cái bài pháp á được Đức Phật dùng cái hình ảnh thông thường ngày thuyết, ngày dùng cái có nhiều cái ngôn từ, cái ngôn ngữ thông thường. Rồi có bài pháp đó thì ngày dùng cái ngôn ngữ mà chúng ta có thể gọi là cái ngôn ngữ chuyên môn, ngôn ngữ chuyên môn dễ hiểu, ngôn ngữ chuyên môn. Chúng ta nói là cái ngôn ngữ chuyên môn ở đây là ví dụ giống như chúng ta làm cái ngành nghề nào cũng vậy đó. Khi mà chúng ta vào ngành đó, thì chúng ta có những cái từ ngữ ở trong ngành. Ví dụ giống như là thợ hồ thì họ có mấy cách nói giống như là lấy lập lòn. Không biết là các vị Phật tử chúng ta ở nhiều nơi chúng ta không biết có nghe cái từ đó lấy lập lòn hay là lấy cân dây dội á. Mỗi vùng nó mỗi vùng miền nó có nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ giống như là để người ta lấy được
nhưng mà dân là bị mắc do vì giải thì nó thì cái điều đó, đó mà trong thời kỳ Đức Phật á, có một cái thần gọi là Phương Quảng, trong thời kỳ Đức Phật á, trong kinh Chư Tăng có phổ biến cái gọi là cái Phương Quảng. Nói các vị xem nào. Các vị thông cảm, tôi viết trên màn hình rất là khó viết. Quê Buôn Lá. Quê Buôn Lá là Phương Quảng. Phương Quảng tức là cái Phương Quảng tức là diễn dịch hay giải thích rộng ra gọi là Phương Quảng, làm cho rộng ra gọi là Phương Quảng. Ví dụ giống như là Đức Phật ấy, ngài chỉ có dạy cho một vị đệ tử nào đó của ngài như thế này, của ngài là này, ngài chỉ kheo hãy quan sát thân này, trong thân này có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, và hãy tu tập như thế này: sắc uẩn là vô thường, uẩn là khổ là vô ngã, thọ uẩn là vô thường, khổ là vô ngã, tương tự đối với các uẩn còn lại. Như vậy là ngài chỉ dạy có nhiều đó thôi. Nhưng mà một số người á, những vị không phải là những vị đệ tử tu học theo ngài á, những người mới bắt đầu thì họ nghe như vậy họ không giống như là mấy vị Phật tử ở đây, chúng ta mới đủ người bạn đi chùa thì họ hỏi Tam Bảo là gì, thì các vị nói là Tam Bảo thì đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nhưng mà nói như vậy thì chưa đủ, nó hỏi Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì nữa. Thì khi mà Đức Phật á, ngài dạy cho một vị này á, thì ngài dạy như vậy thôi, nhưng mà những người khác á, được vị này lặp lại á, là cái bài kinh này tôi được học từ Đức Thế Tôn, tức là trong thân này có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì trong đó có những vị đó mới hỏi rằng: thưa tôn giả, sắc uẩn là gì, thọ uẩn là gì, tưởng uẩn là gì, hành uẩn là gì? Đó gọi mà nội dung của bài kinh này là để giải thích rộng nghĩa của bài kinh kia, là Phương Quảng. Và khi mà Đức Phật á, mà ngài viên tịch á, quá được dưới sự lãnh đạo của ngài Mahakaspa, hay là gọi là ngài Đại Ca Diếp, thì Chư Tăng mới nhân một cái sự kiện có một vị tỳ kheo, đó là một vị tỳ kheo tên là Tích Xá, nó bị nó nghĩ rằng là Đức Phật ngày rồi đó thì cái việc của mình nó khỏe hơn, rồi khi mà Đức Phật ngày còn tại thế đó thì mình làm, mình có làm cái gì đó thì ngày dạy là không được làm thế này, không được làm thế kia, còn bây giờ thì ngày không còn nữa, ngày mình muốn làm thì làm. Nó giống như là trong gia đình này, cha mẹ vừa mới mất rồi có mấy đứa con nhỏ nhà nó thấy cha mẹ mình mất gì đó, chứ còn bây giờ tụi đi về sạch mình có đi chơi đâu, không ai la rầy vậy đó. Thì trong đó là ngày Ca Diếp là một trong những vị đệ tử lớn của Đức Phật, giống như anh chị cả trong nhà đó,
Ngài thấy như vậy là nó nguy cho giáo pháp quá. Do vậy đó, ngài mới thỉnh cầu làm một cái cuộc triệu tập chư vị, các vị tỳ kheo lại để làm gì? Là để trùng thuật, để lập lại tất cả các cái lời dạy của Đức Phật, bao gồm pháp và luật. Và cái điều kiện mà ngày Xá Lợi Phất ngày tỉnh mời đó là những người mà có mặt ở trong cái buổi học đó, gọi là cái buổi kết tập đó, là đều là các vị thánh nhân hết, đều là các vị thánh nhân mà phải A-la-hán, tức là cái tầng thánh cao nhất. Vậy thì chúng ta có cái cuộc kết tập lần đầu là dạy Đức Phật sau khi Đức Phật viên tịch 3 tháng. Thì khi mà kết tập như vậy đó, thì chư vị thánh nhân nó cũng giữ nguyên là theo cái phân loại làm hai, đó là pháp và luật. Là lời dạy nào của Đức Phật mà thuộc về những cái giới điều nội quy trong tăng đoàn đó, thì các ngài để một phần là luật. Rồi còn những cái lời dạy còn lại mà về hướng dẫn về cái con đường tu tập đó thì gọi là pháp. Và do vì chư vị thánh nhân á, các ngài biết rằng là những cái lời giảng dạy của các vị A-la-hán thịnh văn khác á, có giá trị về phương diện giác ngộ tương đương với lời Phật dạy. Cho nên cái pháp này nó là cũng bao gồm các cái bài giảng ngoài Đức Phật thì có của các vị của vị A-la-hán. Và trong đó đó thì có những cái bài kinh tóm tắt, và có những cái bài kinh phương quản, có những bài kinh động thiết đó, để giải thích về và những cái bài kinh tóm tắt đó. Và những có những cái bài kinh tóm tắt ở đây, các vị Phật tử học vi diệu pháp chúng ta phải nhớ cái chữ này. Chữ ma tí ca. Matika dịch là mẫu đề. Cái mẫu đề ở đây tức là cái đại cương. Nó giống như các vị Phật tử nào mà chúng ta học, nó giống như trong võ thuật, người ta có cái gọi là cái bài quyền. Cái bài quyền tức là những cái đường căn bản, rồi từ cái quyền đó rồi mới ra thế. Nhưng mà nhờ cái bài quyền đó người ta nhớ cái thế. Thì cái Matika đây á, tức là những cái đại cương, những cái đại cương khái lược. Nó giống như đại cương này sao? Đại cương này là ta hỏi là các vị Phật tử tiêu pháp có cái gì, thì các vị nói tiêu pháp có 7 bộ, là bộ bộ pháp tụ, bộ phân tích, rồi bộ nhân giới định, bộ tha thức tha tha, bộ không đối, rồi bộ ngữ tông, rồi bộ vị trí, vân vân. Đó, chúng ta kể vậy, chúng ta chỉ kể cái đại cương này thôi. Nhưng mà nhờ cái đại cương đó mà chúng ta có thể chúng ta nhớ bài. Và thời Đức Phật á, khi mà chư vị tỳ kheo học Phật pháp với Đức Phật á, là để mà có thể nhớ nhiều giáo pháp á, là các vị đó học cái Matika đó, tức là học cái mẫu đề, học cái đại cương. Ví dụ giống như là ngày hôm nay á, có một cái bài kinh mà quý sư Chư Tăng hay tụng á, gọi là cái bài kinh Matika, cái bài kinh gọi là cái bài kinh Dhammasangini Matika đó, thì toàn là chỉ tụng cái đại cương thôi, như là Kusala Dhamma, tức là tất cả các pháp thiện, Akusala Dhamma, tất cả các pháp bất thiện, Abhyakata Dhamma, tất cả các pháp vô ký. Dạ, Chư Tăng chỉ tụng vậy thôi. Thì đi vậy đó, nhờ cái Matika này, mỗi khi mà nhắc đến một cái đề pháp nào đó, đó thì nhờ cái đại cương này đó, mà có thể nhớ được. Thì vào thời Đức Phật đó, rất nhiều cái đại cương đó
rất là nhiều cái matika đó. Rồi các cái bài kinh mà gọi là cái bài kinh phương quảng đó, là cái bài kinh đó, là để giải thích rộng ra những cái matika đó. Và khi mà kết tập tâm tạng lần thứ hai trở đi đó, thì các ngày đó, thì các ngày bắt đầu nó các ngày nghĩ đến cái gọi là các ngày phân chia ra cái lời Đức Phật dạy rộng hơn để dễ việc phân loại, chỉ là dễ việc phân loại thôi. Chúng ta ví dụ giống như là mình nói đến nhân loại ở trên trái đất này thì có hai, nếu mà nói theo giới tính thì chỉ có hai thôi, đó là nam và nữ. Nhưng mà khái quát quá đó thì nó không có được chi tiết. Do vậy người ta nói rằng là có thể mà chúng ta phân theo châu lục, tức là có những người là châu Á, có người đó thì châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương vân vân. Đó là mình phân theo châu lục phân rộng thôi. Thì ở cái tam tạng, cái lời Phật dạy của mẹ đầu tiên đó, chỉ có pháp. Nhưng mà vì cái pháp của Đức Phật đó nó có nhiều loại, cho nên những cái bài kinh nào mà thuộc loại matika, tức là loại đại cương, thuộc mẫu đề, và những cái bài kinh nào mà dùng những cái thuật ngữ, cái cách diễn đạt chuyên ngôn, và những cái bài kinh nào giải thích cho những cái trường hợp đặc biệt này, thì những cái bài kinh đó được các ngài phân loại thành một loại. Còn những cái bài kinh thường thức, giống như là Đức Phật ngày đổ Angulimala, là ngày dạy cho một người cho Singalo do khi ca la việt về định lời sáu phương vân vân, những cái bài kinh mà ai tụng vào, ai đọc vào cũng thấy nhận được đó, thì các ngài để vào một loại. Như vậy từ pháp đó được phân thành kinh và luận. Cái pháp đó thì chia ra thành kinh và luận. Luận này đó chính là cái tên gọi khác của cái gọi là vi diệu pháp. Do vì cái bài học đầu tiên cho nên chúng ta muốn giới thiệu cái vi diệu pháp mà nó dài dòng, cho nó dài dòng rồi tức là một tiếng đồng hồ rồi là mới đi đến một cái chữ vi diệu pháp, bởi chưa có giải là vi diệu pháp là cái gì đó. Nhưng mà chúng ta muốn các vị Phật tử á, chúng ta học quá là để mình có cái hình dung, mình cái hình dung cái hệ thống giáo lý. Rồi bây giờ là như thế này, nhưng cái này là rồi. Thì từ cái pháp và luật á, thì luật còn giữ nguyên. Cái pháp đó, luật á, thì giữ nguyên. Đó. Bên đây là pháp. Pháp đây là luật. Luật này đó thì ra luật tạng thì giữ nguyên. Pháp này đó thì mấy ngày chia ra đôi là kinh và thắng pháp tạng. Thắng pháp tạng chính là cái vi diệu pháp, hay là thắng pháp tạng hay gọi là vi diệu pháp hay luận tạng thì là cũng là một.
rồi là một người con Phật, là một người đệ tử của Phật, mà là nếu mình Phật theo truyền thống Nam Tông hay là Phật giáo Nguyên Thủy đó, là một người con Phật tại gia hay là xuất gia, thì tất cả chỉ điều y cứ trên cái tam tạng này thôi, chứ không có y cứ trên ai hết. Tức là chư tăng là chỉ là những người hướng dẫn, giải thích theo cái hiểu biết của mình, cái kiến thức của mình, chứ không phải là chư tăng truyền thừa bao nhiêu thì các vị chỉ có chỉ vị các vị tiếp thu bao nhiêu là các vị truyền thừa cho người khác, mà chư tăng á, là chỉ giới thiệu các vị là các vị xem nó có đúng với cái trong cái tam tạng này hay không, và khi mà phù hợp với kinh đối chiếu với lực chúng ta thấy phù hợp á, thì chúng ta mới tin. Đó là cái thái độ học Phật của người của Phật tử Nguyên Thủy. Cho nên là các vị Phật tử Nguyên Thủy không ngạc nhiên là tại sao Phật giáo Nguyên Thủy là không có thờ tổ. Bởi cái thờ tổ nó nguy hiểm như thế này. Chúng tôi nói theo cái quan điểm cá nhân, có thể là nó không có phù hợp với một số người, nhưng mà nhân đây thì sẵn tiện chúng tôi nói luôn. Là giống như là từ Đức Phật rồi kè dạy cho đến chư là, và do chư vị Trinh Văn á, những người giác ngộ giống như Đức Phật, cho nên á, Đức Phật có bao nhiêu, Đức Phật này có bao nhiêu á, ngày thì cả đây chúng tôi nói về cái khả năng giác ngộ về cái con đường giải thoát đó, thì sang chư vị thánh nhân đó, thì bao nhiêu, chứ nó không có sai biệt, nó không có sai biệt ở đây. Tức là Đức Phật ngài nói rằng là dù là một người chứng quả Tinh Văn, hay là một người chứng độc giác, hay là một người chứng quả chánh đẳng chánh giác đó, thì khi mà vị đó niết bàn, cái nhận biết các cái sự chứng ngộ của vị đó về giải thoát đó là đều giống nhau hết, đều giống nhau hết là nguyên. Nhưng mà phạm của chúng ta thế thì khác nhau. Phạm của chúng ta đó thì có người đó học được Đức Phật một phần nửa, rồi có người đó học Đức Phật là chỉ có người có học chỉ có lượng gốc tư thôi, rồi có người đó thì chỉ có 1.000 một tỷ gì đó, vân vân. Rồi chưa kể đó là cái phàm của chúng ta đó, phàm nè, phàm á là cái tri kiến của mình đó, thì trong đó là nó có đúng rồi có sai, rồi nếu mà người mà có cái túc duyên đầy đủ á, thì cái đúng nó nhiều, cái đúng nhiều, cái sai thì nó ít. Nhưng mà có người đó thì cái nó ngược lại đó, thì là cái đúng nó ít, cái đúng này nó ít, mà cái sai đó thì nó lại là nhiều. Và do đó nếu mà từ Đức Phật chỉ ví dụ thôi, chẳng hạn giống như Đức Phật cái ngày dạy cho ngày Xá Lợi Phất, Đức Phật có ngày dạy cho ngày Xá Lợi Phất, ngày dạy cho ngày Xá Lợi Phất. Rồi ngày Xá Lợi Phất á, ngày dạy cho đệ tử của ngài. Rồi đệ tử của ngài dạy cho đệ tử của ngài. Rồi tới chúng ta ngày hôm nay. Và nếu mà chúng ta tu mà chúng ta tu theo tổ, chúng là chúng ta quá dựa dẫm vào một người thầy, thì ví dụ giống như là từ ngày Xá Lợi Phất ngày dạy cho đệ tử ngày Xá Lợi Phất ngày 10, ngày dạy cho đệ tử ngày còn 8, rồi đệ tử của ngài nó truyền truyền sang đệ tử khác đó là nó còn 4, rồi tới ông đệ tử cái đời thứ 4 thì ảnh cũng còn 3, nhưng điểm cộng 1
một là cái ông chế biến thêm á, cộng một cũng là bốn, nhưng mà bốn phải là ba cộng một chứ không phải cộng bốn như là truyền được học. Rồi cái ông đệ tử phía sau này đó thì ổng hai, ổng cộng hai thì cũng bằng bốn. Rồi cái ông đệ tử kia đó ổng cũng một thì cũng cộng ba, theo cái của ổng là riết riết rồi cái Phật pháp nó phai lạc đi, nó không còn nguyên thủy nữa. Thì do vậy đó các vị Phật tử khi mà chúng ta học Phật pháp đó là tất cả đều phải được y cứ vào và ở trong cái phần đồng tâm tạng này. Cho nên là nếu mà các vị ở nhà tự học hay học Phật pháp ở đâu đó, thì chúng ta hãy nhìn vào cái bản đồ tâm tạng. Trong khi bữa nay mình đi học thì mình biết rằng là hôm nay mình học về luật mình quanh đây, hôm nay mình học về kinh Trường Bộ mình quanh đây, hôm nay mình học về luận tạng mà bộ Sông Đối thì mình quanh ở đây, hay là tiểu bộ mình quanh ở đây. Như vậy thì mình đã nắm được một cái bản đồ tương đối, cái bản đồ Phật học. Chúng tôi rất là mong mỏi là các vị Phật tử chúng ta hình thành ở trong cái tư tưởng của mình một cái bản đồ như vậy, để mà chúng ta biết rằng mình đang học cái gì. Và hôm khác mình có nghe ở đâu có một bài giảng mà nó lạ, nó lạ thôi, mình chưa nói đúng sai ở đây nha. Lạ ở đây đó thì mình có thể đối chiếu với kinh điển, hay là mình đối chiếu mình hỏi lại chư tăng những vị nào có tham cứu kinh điển, và khi nào mà nó phù hợp với kinh với tâm tạng thì chúng ta mới có thể tin tưởng mà tu tập. Còn mà nếu mà những cái điều đó nó xa lạ, nó không có kinh điển thì chúng ta bỏ qua cái phần đó. Ví dụ giống như là chúng ta đi chùa, chúng ta nói tại sao là chùa này có thể coi phong thủy mà chùa kia không có, rồi có tử vi vân vân, thì chúng ta có coi cái những cái tử vi bùa chú về phong thủy ngày lần tháng tốt đó, những cái thứ đó thì chúng ta coi ở trong kinh Đức Phật này có dạy hay không. Mà nếu mà chúng ta thấy rằng là trong kinh điển không dạy thì chúng ta biết rằng là những cái điều đó nó là cái điều đó là bên ngoài đem vô chứ không phải là của Phật giáo. Chứ bây giờ không, người ta cứ nói là cái gì ở trong chùa cái đó cũng Phật giáo hết, nhưng mà chúng tôi là những người trong chùa đó thì chúng tôi cực lực phản đối đó, bởi vì rất có nhiều thứ ở trong chùa phải do Đức Phật. Mình tu là Đức Phật cái lần bị tối tôn, mình thờ Đức Phật, nhưng mà mình không khéo là mình trong kinh gọi là không khéo vô tình là mình phỉ báng Đức Phật. Phỉ báng như thế nào? Tức là những cái điều mà Đức Phật này không có nói chúng ta nói, những điều Đức Phật này không có dạy chúng ta dạy. Giống như là đôi khi chúng tôi thấy có nhiều gia đình, kể cả nó là gia đình người Phật tử, thì họ ở trong gia đình họ có để những cái bạn các cái dòng chữ như là những lời Phật 14 điều Phật dạy vân vân trong đó. Nhiều khi Đức Phật chỉ dạy một hai điều thôi, còn mấy điều còn lại là đâu đó không biết, nhưng mà không biết sao lại họ cãi vào đó. Thì người Phật tử chúng ta học, chúng ta cẩn trọng tối đa những cái việc đó. Như vậy thì cái bài học ngày hôm nay đó là chúng tôi chỉ muốn giới thiệu về các vị Phật tử là cái môn học của chúng ta là cái môn học về cái luận tạng. Và ở đây chúng ta chỉ muốn cho các vị hiểu là cái luận tạng là cái gì. Tức là những cái điều mà chúng ta học để chúng ta hiểu rõ hơn các cái bài kinh Đức Phật này thuyết một cách vắn tắt hay là một cách chuyên biệt. Chứ có những người là học vi pháp, cái tách rời cái vi pháp và tặng kinh ra, rồi đôi khi nghĩ rằng do vì nghe cái từ vi diệu pháp, có nghĩa là cái pháp vi diệu nào đó nó hơn các cái pháp khác. Chúng ta hiểu như vậy là chúng ta hiểu không có đúng. Tại vì vi diệu pháp và tặng kinh chính là ở trong phần pháp của Đức Phật. Rồi hai phần này ban đầu là một, nhưng mà do vì phân loại đó cho nên được chia làm đôi. Và ở trong kinh là cũng có vi diệu pháp, mà trong vi diệu pháp là để giải thích tặng kinh, cho nên không có tách rời giữa cái kinh với vi pháp là được nha. Cho nên là người nào nói rằng là cái học tôi có gặp với những người học viên vi diệu pháp mà họ vì họ hoan hỷ cái môn vi diệu pháp, họ nghĩ là môn vi diệu pháp mình đang học là nó sâu xa hơn tặng kinh. Cái thói quen của chúng ta đó là chúng ta muốn là tu ít mà được nhiều. Do vậy khi mà mình tu là mình thích lựa những cái pháp môn nào mà nó cao siêu mình tu, còn cái dưới là mình tu. Chẳng hạn giống như một người sơ cơ mới tìm hiểu đạo Phật á, là đang nghe nói tiếng đại thừa, tiểu thừa, là đã chụp đại thừa, đại nó bự. Đó, đó.
là những người mà vô tiểu thừa rồi đó, là lựa cái pháp môn nào mình nghe là nó hơi cái khác môn khác mà mình chụp, chẳng hạn giống như người ta nói là cái pháp hành đó là mới thực sự là hưởng được hương vị giáo pháp, thì chúng ta chụp cái pháp hành chúng ta nghĩ rằng là mình đi vậy mình đi cao hơn. Nhưng mà thật ra đó thì mỗi mỗi cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì nó là một cái công đoạn mình tu tập, chẳng hạn giống như mình có học học pháp rồi đó thì mới có hành pháp được, rồi khi hành rồi thì mình có thành, chứ mình đâu có thể nào mình nói là cái giai đoạn thành là giai đoạn nó cao hơn là do giai đoạn học với hành, cho nên mình vô là mình chụp cái thành trước đâu có được. Rồi rồi người học Phật pháp cũng vậy đó, thì mình cứ nghĩ rằng là cái gì mà nó cao quý, cái thâm sâu khó hiểu là mình cố gắng là mình học cái điều đó, mình nghĩ rằng là mình bỏ cái thấp, nhưng không phải, là mỗi cái này nó mỗi thứ nó có một cái vai trò. Chúng tôi muốn nói rằng chẳng hạn giống như là một trong một cái chiếc xe như vậy đó, chúng ta không có quá quan trọng nó là cái động cơ nó quan trọng nhất, mà chúng ta coi thường cái thắng, coi thường cái bánh vân vân. Bởi vì nếu mà chúng ta chạy xe mà chúng ta không có đèn, không có kính hậu, không có bánh xe thì cái động cơ không sao đi, và cái động cơ thì nó không có thay được cái bánh, và cái bánh thì nó không thay được cái động cơ. Người mà tạo cái bố thí thì có quả của bố thí, người trì giới có quả của trì giới, cái này nó không thấy được cái kia. Dạ. Thì mình các vị nghĩ rằng là trong cái luân hồi của chúng ta đó, là cái nhu cầu mình cần nó còn rất là nhiều. Chỉ riêng cái cõi người không, chúng ta đang ở trong nhà này thôi mà chúng ta còn thấy là biết bao nhiêu cái nhu cầu. Ngày xưa đó là không có máy giặt ấy, thì không có máy giặt, không có máy quạt, không có tivi, không có tủ lạnh thì chúng ta thấy sống được. Còn bây giờ mình không có nó, mình thiếu. Là bởi vì đã quen như vậy rồi. Rồi mai mốt mình lên cõi trời mình còn đòi hỏi rất là nhiều thứ nữa. Thì cái cõi người chúng ta đó là mình muốn có những cái thứ đó là mình phải có tiền. Nhưng mà đi luân hồi mình chết đâu có đem theo được, chỉ có đem theo cái phước thôi. Mà cái phước mà nó đa dạng chừng nào á thì mình mới có dùng nhiều chừng đó. Người mà đem theo cái phước sắc đẹp thì chúng ta đời sau cũng có sắc đẹp. Đem theo cái phước trường thọ, mình mới trường thọ, đem cái phước khỏe mạnh, chúng ta mới có khỏe mạnh, rồi đem theo cái phước trí tuệ, mình có phước trí tuệ. Cho nên là mình không có vì quá quan trọng cái này mà mình xem thấp cái kia. Thì với một cái tinh thần học Phật á, thì chúng ta phải hiểu cái vai trò của cái ví dụ pháp như vậy và tặng kinh như vậy, và cả hai điều này á, vốn là một, bởi vì cái này là giải thích cái kia và cái kia nó là bao hàm cái này. Chúng tôi ví dụ như thế này là giống như là chúng ta gặp một người, họ chỉ đưa người ta chỉ, họ dọn cho chúng ta một cái mâm thức uống, ở trong đó là có, còn trong đó có nước trà, nước chanh rồi nước cà phê. Và nếu một người nào mà nhìn vào thì chúng ta chỉ có thấy có ba phần thôi, là tức là một cái ly nước trà, ly nước chanh, ly cà phê. Rồi còn người khác thì họ muốn pha chế những cái thức này, những cái thức uống này, cho nên họ mới tìm hiểu rằng là trong ly nước trà nó gồm có gì, trong ly nước trà chanh nó có gồm có gì, rồi trong ly cà phê sữa nó gồm có những gì, có những cái thành phần gì. Thì cũng như vậy, tạng kinh á, thì Đức Phật ngài dạy rằng này, chỉ thị kheo đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Thì chúng ta học ví dụ pháp, chúng ta tìm hiểu là trong giới có cái gì, trong định có cái gì, trong tuệ có cái gì. Chứ không phải là tự nhiên chúng ta tách cái thành phần và cái sản phẩm ra một bên là nó thật lắc đi. Bởi vì chúng ta không có thể nào mà chúng ta nói rằng là tôi đó thì tôi chỉ thích ly trà thôi, chứ tôi không có thích nước với trà. Nói gì được, một người mà có nước với trà nói rằng tôi chỉ bằng nước với trà thôi chứ tôi không cần pha trà thì nó cũng vô nghĩa. Thì chúng ta học ví dụ pháp đó, với cái mục đích là để mình hiểu rõ ràng hơn về tạng kinh, hay nói cách khác là hiểu rõ ràng hơn về lời Phật dạy, bao gồm cả cái phần thực tạng. Thì ngày hôm nay chúng ta học đến đây thôi, tức là do vì cũng nhờ có người Phật tử cũng dùng cái trả phí cái chương trình học này, cho nên chúng ta không có giới hạn cái thời gian. Do vậy tiêu thông báo ban đầu thì tôi mỗi ngày hướng dẫn các vị Phật tử là 40 phút, thì bây giờ chúng ta học thêm là học là một tiếng đồng hồ. Rồi sau một tiếng đồng hồ đó thì
sau một tiếng đồng hồ thì có khoảng nửa tiếng hay 15 phút cho các vị Phật tử nào chúng ta có câu hỏi. Đây xin chúc tất cả các vị Phật tử vui. Sao thì chúng ta gặp lại. Thì chúng tôi xin thông báo lại là bắt đầu từ thứ sáu chúng ta sẽ học qua một tiếng đồng hồ, nửa giờ đồng hồ chúng tôi dành cho các vị Phật tử có câu hỏi. Còn các vị Phật tử nào mà trong suốt cái khoảng thời gian học đầy đủ rồi thì mình cũng không cần chúng ta làm cái việc khác. Xin kính chúc tất cả các vị Phật tử an vui. Sự tích cầu của Phật. Thank you.